Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một thủ thuật trên Messenger là ghi một cái tin nhắn bất kỳ nha các bạn. Rồi, video này dành riêng cho bạn nào chưa biết, còn bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua cho mình ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ vào Messenger ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một cuộc trò chuyện bất kỳ ha. Mình sẽ vào đây. Rồi, để ghi một cái tin nhắn thì mình sẽ nhắn tin cho cái cuộc trò chuyện này nha các bạn. Mình sẽ nhắn là anh với em đi. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn gửi nè. Rồi, bây giờ để ghi được cái tin nhắn này, các bạn mới ấn nhẹ vào. Đó. Rồi, sau khi các bạn ấn nhẹ nó sẽ hiện ở dưới phía cái dưới điện thoại của các bạn nè. Các bạn hãy chọn vào chữ ghi nè. Đó, như vậy là đã ghi xong nha các bạn. Rồi, rất là đơn giản luôn ha. Vừa rồi thì mình cũng chia sẻ cho tất cả các bạn cách ghim tin nhắn trên cái Messenger nha các bạn. Mình cũng xin dừng lại cái video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.